Đây thì con cái máy xăng Cutter nè, 65. Giá hợp túi tiền đâu con, 65 Cutter. Hút thẳng là 1,5 triệu, hút xéo là 1,8 triệu. Không, tiền phí bà con tự chở. Đây hút thẳng đây, bảo hành cho con 3 tháng. Hút thẳng là 1,5 triệu, hút xéo là 1,8 triệu bà con, Cutter. Mới trong thùng luôn. Bảo hành 90 ngày. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây cốc xéo là nằm đây bà con, đây là gọi là cốc xéo nè. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Cutter 65. Cốc xéo là 1,8 triệu, thẳng 1,5 triệu, tiền phí bà con tự trả nha. Này miền Tây, vòng vòng miền Tây mình khoảng 1,5 triệu trở lại bà con. Vòng vòng miền Tây mình đó, tiền phí bưu điện là khoảng 1,5 triệu giao tới nhà. Mới trong thùng, chưa đổ nhớt, chưa đổ dầu nha, chưa đổ nhớt, chưa đổ xăng. Bà con giờ tự đổ lên, tại gửi bưu điện là không có đổ. Mới trong thùng cho con khui lên luôn. Thẳng là 1,5 triệu, xéo là 1,8 triệu. Tiền phí là khoảng 150 ngàn, toàn miền Tây. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Yoko Cutter, Cutter 65 là 6,5 triệu đó, gửi 200 á là 6,5 triệu đó, cốt thẳng á là 1,5 triệu, cốt xéo là 1,8 triệu. Mới trong thùng nha bà con. Rồi bà con là có nhu cầu luôn 0886356707.